Một cái nữa, trời ơi. Và một buổi chiều nữa với mấy anh em đội Hades. Nay đá hơi trễ xíu tại chưa cáp được đội. À, đội bạn tới rồi. Đây khởi động kìa. Ôi chú chà, thấy trẻ trẻ đá tốt không ta. Ơi, đây Khánh Bèo vẫn tiếp tục lần nào lên cũng tiếp tục với lại câu chuyện quấn và đang xài cái băng Ugo mà mình cũng hay xài. Bữa tưởng nó lành rồi. Ai muốn mua băng Ugo này thì link dưới phần mô tả nha anh em. Nay không mang giày kia nữa hả? Không anh ơi. Cái đại dạ. À, mặc mang buổi thôi, không mang buổi sau nữa. Hôm bữa mang á, xong rồi trời mưa à. Cái về bắt buộc bữa sau phải mang giống như vậy nữa. Là mang vậy hoài luôn. Không đổi lại được. Không đổi lại được. Phải phơi khô luôn. Nè, bữa đó này mày kiếm một cái bữa em mang đôi đó. Trời mưa đúng không? Em phải kiếm thêm một buổi nữa em mang tiếp trời mưa lần nữa. Cho nó ướt luôn. Bụp luôn. Ừ, đúng rồi đó. Sau đó em giặt hết rồi em mới trả về đây lại được. Đúng không? Ôi trời, có cái kéo dễ thương quá. Kéo để cắt băng đúng không? Đúng rồi. Dễ thương quá. Cầm theo. Chứ cái này không có xé được như kéo bình thường. Cái này không xé được. Phải cắt. Anh cũng quấn cái loại này, quấn loại này xong mê. Mà sao anh quấn có một nửa hả? Tại anh bị chia sẻ mấy bạn luôn là người khác bị đau kiểu khác, mỗi người đau kiểu khác. Anh là duỗi thẳng ra đau. Thì anh sẽ băng phía sau. Để cho nó đừng có duỗi thẳng. Nó khi mà duỗi thẳng ra nó giữ lại nó sẽ không đau. Còn có nhiều người là co lại đau thì sẽ băng chéo trước, băng xéo đây nè. Đó thì để hạn chế cái phần co lại. Chỉ vậy thôi. Đó là vậy đó. Xài lành luôn. Xài lành luôn. Với lại cái gói này nè là có những người á là dây chằng nó giãn quá hoặc là gì nó đứt hết rồi đó thì nó lỏng lẻo quá thì quấn làm sao hai cái gói đứng yên. Thì gói thẳng băng luôn. Kiểu như em đứt luôn hai dây chằng. Gói em nó giống như là không có gì giữ hết đó. Thì em phải quấn cho cứng rồi đứng yên luôn và phải giữ vậy hoài luôn trong cuộc sống bình thường luôn. Thì hiểu nó. Tốt nhất là lên mổ luôn. Phải mổ nói lại. Nhưng mà không, những cái người mà mổ dây chằng nói lại rồi á, mọi người quên mất điều á là lúc trong giai đoạn bị đứt dây chằng thì khớp nó không vững, nó sẽ cứng rất là nhiều nơi trong cái khớp, nó sẽ làm hư sụn khớp hoặc là sụn chêm. Và khi mà mổ nối dây chằng xong sụn khớp sụn chêm thì vẫn còn tổn thương mà không chữa thì vẫn đau như em. Thôi ráng cố gắng chữa dứt điểm. Mình đã từng mổ dây chằng rồi các bạn. Mổ mấy lần rồi chứ mỗi lần rồi. Kẹo này thấy có vẻ hơi căng đó. Ờ, đội mình hơi vắng. Ngày nào băng gối đó đau đau là đá đủ căng đó. Nhưng mà em vẫn đá Quảng Nam chứ hả? Dạ, đá Tân Phân. Dạ, dạ Tân Phân. Và đây là Tấn Phát Hugo, chủ sân tôi bán giày Arena. Hồi xưa chứa vợ con thì đi đâu cũng được nữa. Giờ vợ con rồi đi xa đó. Đúng rồi. Rầu. Ngoài ra thì Hugo cũng là một cầu thủ futsal chuyên nghiệp, vừa mới trở về đá lại cho câu lạc bộ futsal Tân Hiệp Hưng. Và anh em có biết ai là chủ của câu lạc bộ futsal Tân Hiệp Hưng không? Comment cho mình biết với nhé. Hugo Bell Định Thành. Ok, đứa này lại thấy. Go. Ở chỗ này. Chưa. Sợ ơi. Chờ à. Tao mày quá. Nhà trường vô. Tốt rồi, tốt mày ơi. Go. Bèo. Go.
cái gì vậy trời. Thôi về lại. Bèo. Ok. Bèo. Chạy rồi. Đâu? Nói về này, tôi chứ giỡn chứ. Ok, hết rồi đó. Mấy ông mày thùng. Anh tán một cái đâu luôn không? Không. Ở chỗ này. Nay trăng sáng dữ ta. Còn xíu nữa là tròn giò rồi. Quá ghê, chân phải luôn. Vô lê đồ. Hugo đây. Về đá Tân Hiệp Hưng rồi. Xem
Tấn Phát, Hugo đá nha. Anh Bèo chích dập biên ở Đinh Thành. Không vào. Oh. Anh ơi. Lên cung trăng. Nay đè ghê vậy ta. Ok ha. Chị Văn ok ha. Chị Văn ok. Nhập biên Tấn Phát. Ồ. Hugo lấy bóng rồi. Chân phải. Wow. Mặc áo Quảng Nam chứ giờ về tôi phần nha anh em. Ôi. Trời ơi. Đội Thanh Bèo. Rồi, tổ mạnh nè. Hugo, Đinh Thành, Khánh Bèo với anh Tít Tin. Tấn Phát, Hugo. Đinh Thành, bức tường nè, nhả về. Ở chân trái. Trời, không tới Khánh Bèo. Ồ, pha đè rất tốt của... Pha bảo vệ bóng rất tốt của Khánh Bèo. Tiếp tục cái chân trái nữa. Ê, vẫn chưa có bàn cho Hugo. Một cái nữa, trời ơi. Liên tục 3-4 cú sút nãy giờ rồi. Giải vô địch quốc gia sắp tới, Hugo đá cho Tập Hưng. Anh em nhớ xem nhé. Ồ, một đường chuyền lên của Hugo cho anh Tin Tin. Chết tôi. Không sao cả. Đưa bóng tẹt của Đinh Thành. Ồ, hình một này tốt quá. Chà, Đinh Thành đã cướp được bóng. Hết cây. Nói gì nữa giờ. Nói gì nữa giờ. Thôi đâu ơi. Gì? Tiếc quá. Sâu. Lâu. Kể gì? Ok em. Sao rồi? Sao đi? Quay. Ây da. Okay.
Tâm Long. Vậy luôn, vậy luôn Long ơi. Lấy. Ôi, về, quay. Gì? Qua người đó thôi, cứ người đó nhé, rồi qua đi Gì. Đi qua. Lấy luôn. Thôi bước lên. À, em kê anh. Không có người đưa, sao nhỉ? Giải phụ gì? Tốt gì ơi? Hay quá. Ok. Hai chú ơi. Okay. Đạn gác nằm trái. Quay nốt đạn cuối cho anh em coi luôn. Anh Bèo Tinh Thành không giới được bằng. Anh nổi rồi đâu. Yo, không vào. Cú pha xử lý rất tốt anh Bèo. Ok. Cất giùm điện thoại của Hugo. Đó. Wow, ngay sàn ngang. Hugo khéo quá ta. Chân trái đẳng cấp quá như Messi. Ở đây chúng ta có Hugo Lina. Ở lộn không phải, Hugo Tấn Phát. Hugo Lina là ngày xưa. Ai có coi HTV thì sẽ biết cái game đó. Còn mấy bạn Gen Z thì biết không, mình không biết nha. Còn 8X thì chắc chắn mới biết rồi. Hugo, một pha sâu kim. Quá hay. Trời. Lần đầu tiên lên TV với anh Thành. Lên hoài, nói hoài. Ok, vậy là một trận banh nữa đã kết thúc. Hôm nay trời trăng rất là sáng luôn. Đó. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Mình là Phạm Công Ty, xin chào, gặp lại. Bye bye. Hình như Bùi Tiến Dũng đang đá trong sân đúng không? Số mấy ta? 11. Ồ, 11, đây, Bùi Tiến Dũng. Chạy. Đúng rồi. Ok, tự nhiên Bùi Dũng này về đá phủi vậy trời. Đá đội nào ở đây? Bên kia mặc áo Viettel luôn. Hay quá em. Vừa mới đá như Hades xong là thấy Bùi Tiến Dũng trong sân.
Ok, chính là anh ta thủ môn lên đá tiền đạo luôn trời. FC áo xanh gặp áo đỏ. Thôi kệ Tiến Dũng đi, đi về. Trở về rồi. Căng cơ rồi, đi về thôi. Ha, thấy hay like đăng ký kênh nha. Bye bye.